Khi người dân ngủ tại quận thương mại quốc tế International Business District IBD ở Songdo, Hàn Quốc đi làm, để lo công chuyện riêng, khi đón con về lúc tan trường và khi mua sắm, họ không nghĩ tới việc lấy xe đi. Đó là vì khu vực có kinh phí xây dựng 40 tỷ USD này sẽ loại bỏ hoàn toàn nhu cầu di chuyển bằng ô tô. Dự án đầy tham vọng IBD khởi động từ năm 2002, đường xá nơi đây ưu tiên sự hiện diện của các phương tiện công cộng như xe bus, tàu điện ngầm và phương tiện gọn nhẹ như xe đạp. Chủ tịch của Gale International và người đứng đằng sau hậu thuẫn IBD, Sten Gale có một cái nhìn rất khác vào cách xây dựng một thành phố hiện đại. Khi IBD hoàn thành, nó sẽ là một quận rộng hơn 9 km2, lộng lẫy tại miền Tây Bắc của Hàn Quốc. Dưới đây là một phần kế hoạch tạo dựng nên IBD. Tại thành phố Songdo, Hàn Quốc, Gale International đang xây dựng quận thương mại quốc tế, một khu vực dân cư sát bờ biển với một hoạt điểm đặc biệt. Từ giai đoạn đầu, những nhà quy hoạch đã nêu bật yếu tố thân thiện với môi trường. Một trong những điểm nổi bật, họ sẽ xây dựng thành phố sao cho người dân ít cần tới ô tô nhất có thể. IBD sẽ được quy hoạch sao cho khu vực văn phòng, công viên, cơ sở y tế và trường học đều gần khu nhà ở. Chúng chỉ cách nhau 12 phút đi xe bus, tàu điện. Đa số khu vực nhà không để ở đều rất gần khu dân cư, có thể đi bộ được. Kết nối các khu vực trong quận còn là một hệ thống đường dành riêng cho xe đạp dài 25 km, kết nối với một mạng lưới giao thông khác dài 140 km. 40% diện tích IBD sẽ dành cho các không gian xanh, càng thêm lý do để người dân rảo bước qua những tòa nhà cao tầng. Công viên rộng nhất IBD có diện tích lên tới hơn 400 m2. IBD mới chỉ là một phần trong dự án lớn, có tên khu vực kinh tế tự do Incheon nằm tại thành phố Songdo. Dự án được hậu thuẫn bởi chính phủ Hàn Quốc. Khi dự án nhanh nhóm hồi năm 2000, chính phủ Hàn Quốc đã đổ 500 tấn cát xuống khu vực ven biển để làm móng cho thành phố. Một trong những yếu tố khiến người dân tương lai của IBD vui sướng, sẽ không có xe rác chạy trong thành phố. Một hệ thống ống khí nén sẽ đẩy rác từ khu vực dân cư sang khu xử lý. Rác sẽ hoặc được tái chế, hoặc làm nguồn cung cấp năng lượng. IBD có tới hơn 100 tòa nhà được chứng nhận đạt chuẩn thân thiện với môi trường. Các nhà đầu tư dự định đưa toàn bộ khu vực IBD vào quy chuẩn thân thiện môi trường, chứ không chỉ vài tòa nhà đơn lẻ. Kế hoạch của họ bao gồm tái chế 40% lượng nước sử dụng. Thế nhưng, nhiều người phàn nàn về khoảng cách giữa IBD cũng như thành phố Songdo với thủ đô Seoul. Quãng đường đi lại giữa trung tâm văn hóa cả nước với khu vực ngoại ô xa tới hơn 1 giờ di chuyển. Thành phố Songdo chỉ có khoảng 700,000 người lao động, kém xa với con số 300,000 chính phủ Hàn Quốc đề ra. Vì lý do đó, chưa dám chắc Songdo sẽ trở thành một trung tâm đô thị sầm uất. Có rất nhiều người dân sinh sống tại đây, nhưng bạn hiếm khi thấy họ, một người dân thành phố Lindien Selae nói. Thành phố tràn đầy sức sống, nhưng những yếu tố đó lại không hiện hữu, dễ nhìn. Diện tích IBD hiện tại là 5,5 km2, dự tính sẽ gấp đôi vào năm 2020. Các nhà đầu tư và phát triển IBD mong muốn đây sẽ là ngọn hải đăng mới trong khía cạnh quy hoạch các thành phố lớn. Tham khảo Business Insider, một nhóm fan ma ven biến mái vòm lớn của Mít thành khiên Vida New khổng lồ để tri ân Captain America theo dinh trí thức trẻ.